Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Quyển thứ 10 Phần 2 Phẩm thứ 7 Phước Điền Tướng. Lại nữa, này Thiện Nam Tử, Đại Bồ Tát có luân Bát Nhã Đại Giáp Trụ. Nếu Đại Bồ Tát nào có thành tựu được luân này, thì mới phát tâm có thể đoạn trừ hết tất cả ngũ dục, vượt hơn cả hàng thanh văn độc giác, làm ruộng phước lớn cho hàng thanh văn độc giác. Tất cả hàng thanh văn độc giác đều nên cúng dường phụng sự bảo vệ. Thế nào gọi là luân Bát Nhã Đại Giáp Trụ? Này Thiện Nam Tử, Bát Nhã của Bồ Tát có hai tướng, một là thế gian, hai là xuất thế gian. Thế nào là Bát Nhã thế gian của Bồ Tát? Nghĩa là chư Bồ Tát chỉ nương vào sự đọc tụng, ghi chép, lắng nghe, rồi diễn thuyết chánh pháp tam thừa cho người. Vì muốn diệt trừ vô minh hắc ám cho tất cả chúng sinh, muốn cầu phát sanh trí tuệ quang minh cho tất cả chúng sanh. Nghĩa là đối với chánh pháp Như Lai thuyết ra tương ứng với thanh văn thừa đều chuyên cần đọc tụng lắng nghe ghi chép giảng thuyết cho người và khuyến nên tu hành, hoặc là đối với chánh pháp của Như Lai thuyết ra tương ứng với độc giác thừa đều tinh cần đọc tụng lắng nghe ghi chép giảng thuyết cho người và khuyên nên tu tập. Hoặc đối với chánh pháp của Như Lai thuyết ra tương ứng với vô thượng thừa đều tinh cần đọc tụng lắng nghe ghi chép giảng thuyết cho người và khuyên cùng tu tập, không cầu đạo vô lậu của bậc hiền thánh, không cầu thánh đạo, không cầu thánh đạo nhiếp hóa giải thoát, không hành bát nhã chân thật tịch tịnh, chỉ thường thực hành theo bát nhã hữu kiến hữu tướng. Như thế là bát nhã có chấp trước chấp thủ. Đó là bát nhã thế gian của Bồ Tát. Bát nhã này chung đồng với thanh văn và độc giác thừa. Đây không thể gọi là luân đại giáp trụ, cũng không gọi là đại Bồ Tát, cũng không gọi là ruộng phước chân thật cho tất cả thanh văn độc giác. Thế nào gọi là bát nhã xuất thế của Bồ Tát? Nghĩa là các Bồ Tát lúc tinh cần học tập tu tập đạo quả Bồ Đề, tùy theo khả năng mà đọc tụng lắng nghe ghi chép giảng nói chánh pháp cho tam thừa cho người nghe, nhưng trong đó nương vô sắc đắc mà vô sở đắc mà an trú, cũng không có hành động, không có tư duy, không có căn bổn, dùng tâm như hư không, tâm tịch tịnh khắp cả, tâm không chấp trước, tuệ không tăng giảm, tâm không sanh diệt, tâm không thối chuyển, tâm pháp bình đẳng, tâm chân như, tâm thật tế, tâm pháp giới, tâm vô ngã, tâm không phân biệt, tâm tịch diệt an nhẫn, lìa hết mọi sự phân biệt, khéo léo an trụ vào địa vô thành hoại, khéo léo an trụ vào địa không trụ chấp trước, không chấp trước tuệ thù thắng. Đó là bát nhã không chấp giữ, không dính mắc, là luân bát nhã xuất thế đại giáp trụ của Bồ Tát. Này thì Nam Tử, Đại Bồ Tát nào thành tựu luân Bát Nhã Đại Giác Trụ này, từ mới phát tâm có thể đoạn trừ hết ngũ dục nên được gọi là Đại Bồ Tát, vượt hơn cả hàng thanh văn độc giác, làm ruộng phước lớn cho tất cả thanh văn độc giác, hàng thanh văn độc giác nên cúng dường phụng sự bảo hộ. Lại nữa, này thì Nam Tử, Đại Bồ Tát còn có luân phương tiện thiện xảo Đại Giác Trụ. Đại Bồ Tát nào thành tựu được luân này, từ lúc mới phát tâm có thể đoạn trừ hết ngũ dục, vượt hơn hàng thanh văn độc giác, làm ruộng phước lớn cho hàng thanh văn độc giác, tất cả thanh văn độc giác nên cúng dường phụng sự hộ trì. Thế nào là luân phương tiện thiện xảo đại giáp trụ? Này thì Nam Tử, phương tiện thiện xảo của Bồ Tát có hai tướng, thế gian và xuất thế gian. Thế nào gọi là phương tiện thiện xảo thế gian của Bồ Tát? Nghĩa là chư Bồ Tát hoặc vì tự lợi, hoặc vì lợi tha, hoặc vì lợi cả hai, thường phân biệt đây kia đây, thể hiện các thứ kỹ thuật khéo léo làm cho mình và người đều thành thục, rồi lấy đó mà phụng sự cúng dường chư Phật Thế Tôn, hoặc chư Bồ Tát, hoặc hàng thanh văn độc giác, hoặc cha mẹ, hoặc cho người bệnh, hoặc người già yếu không nơi nương tựa, hoặc thấy người gặp ách nạn sắp bị hại thì chịu khổ nhọc, dùng các phương tiện mà cứu giúp, lấy tứ nhiếp pháp mà giáo hóa hữu tình. Chư Bồ Tát này tự an trụ trong đại thừa, đối với hàng thanh văn độc giác chẳng phải là đại thừa, hoặc hàng thanh văn độc giác căn cơ chưa thành thục thì nói giáo pháp vi diệu thâm sâu làm cho họ tu tập theo, hoặc khuyên siêng tu các tịnh lợi của chư thánh, hoặc là khai thị nghĩa đế tối thắng, khuyên cho tu hành vượt qua bốn điên đảo, giác ngộ bốn chủng loại pháp tánh không đọa, hay làm cho thể nhập tứ vô ngại giả cho đến trở lại khuyên an trụ từ niệm trú, tứ chánh đoạn, tứ thần túc,
ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, đạo và đạo quả hữu dư vô dư, đạt đến trí tuệ quyền xảo khiến cho đều được thành thục. Hoặc có chúng hữu tình tham cầu danh xưng lợi dưỡng phú quý, các căn còn loạn động, thiện căn chưa thành thục thì khuyên họ đọc tụng kinh A Cấp Ma và Tỳ Nại Gia A Tỳ Đạt Ma, hoặc khuyên đọc tụng các luận giải thoát khác của Phật Thích Ca, làm cho đều được thành thục. Nếu hữu tình không thích bố thí thì khuyên họ xả bỏ mọi tài vật quý giá, làm cho đều được thành thục. Nếu có hữu tình bạo ác không có lòng nhân thì khuyên họ tu pháp tứ phạm trụ. Hoặc có hữu tình nhiều sân giận thì khuyên họ tu pháp nhẫn. Hoặc có hữu tình thường giải đãi thì khuyên tu tinh tấn. Hoặc có hữu tình tâm nhiều tán loạn thì khuyên tu pháp tỉnh lự. Hoặc có hữu tình có đầy đủ trí tuệ tài kiến thì thuyết pháp chánh pháp cho họ, nghĩa là dùng phương tiện chạy bảo ghi chép làm cho họ thành được thành thục. Hoặc có hữu tình không có tin tam bảo, có đủ pháp không nên làm theo thì khuyên họ thọ tam quy, làm cho họ kính tin tam bảo, hoặc khuyên thọ giới làm cận sự, hoặc khuyên họ thọ giới làm cận trụ, làm cho họ được thành thục, hoặc khuyên tu tập theo các loại nghề nghiệp công xảo kỹ thuật làm cho họ được thành thục. Như thế chư đại Bồ Tát dùng vô số phương tiện thiện xảo thế gian, dùng các loại sách vở kỹ thuật nghề nghiệp khéo léo để cho mọi người tu hành tinh tấn, các phương tiện thiện xảo để bẻ gãy các học thuyết của ngoại đạo. Như thế gọi là phương tiện thiện xảo thế gian của Bồ Tát. Phương tiện thiện xảo này cùng chung với hàng thanh văn độc giác, cũng là các chỗ nương của Phật Pháp, cũng là chỗ nương của các hạnh thiện xảo, cũng là pháp thiện xảo xoay vần không diệt không thối đọa. Lại nữa này thì nam tử, nếu các Bồ Tát không nương theo bậc minh sư, không cùng bạn hữu tu hành các pháp phương tiện thiện xảo thế gian, thì các Bồ Tát này đối với các phương tiện thiện xảo thế gian vì ngu muội nên hướng về nẻo ác, không thể tùy thuận an trụ phương tiện thiện xảo xuất thế gian, cũng không là ruộng phước chân thật cho tất cả, không thể biết rõ được căn hạnh sai khác của chúng hữu tình. Do ngu muội về phương tiện thiện xảo nên đối với hàng thanh văn và độc giác không có khả năng đại thừa, và đối với người chưa thành thục được căn khí đại thừa thì là nói pháp đại thừa cho họ tu học. Còn đối với hữu tình có khả năng đại thừa thì là giảng nói pháp thanh văn và độc giác, làm cho học tu học theo pháp thanh văn độc giác. Đối với hữu tình có khả năng độc giác thừa là nói pháp thanh văn, làm cho họ tu theo pháp thanh văn. Còn đối với hữu tình có khả năng thanh văn thì nói pháp sanh tử để cho họ yêu mến nắm nhiễm trước, mà không nói pháp nhàm chán sanh tử. Lại nữa, đối với các phương tiện thiện xảo vì ngu si nên nếu chúng hữu tình ưa thích việc sát sanh, nói rộng cho đến chấp trước tà kiến thì lại tuyên nói pháp đại thừa thâm sâu cho họ, không tuyên nói các quả báo khổ đau sanh tử lưu chuyển chết đây sinh kia để cho họ sợ rì xa các pháp ác. Lại nữa, đối với các phương tiện thiện xảo vì ngu mê cho đến đối với các hữu tình thích tu tịnh giới, lại khuyên tu bố thí, hoặc chúng hữu tình ưa tu an nhẫn lại khuyên bỏ an nhẫn mà tu tịnh giới, hoặc chúng hữu tình thích tu tinh tấn lại khuyên bỏ tinh tấn mà tu an nhẫn, hoặc chúng hữu tình thích tu tịnh lự lại khuyên bỏ tịnh lự mà tu tinh tấn, hoặc các hữu tình thích tu bát nhã lại khuyên bỏ bát nhã mà tu tịnh lự. Các Bồ Tát như thế vì ngu mê đối với phương tiện thiện xảo thế gian nên không thể làm lợi lạc cho chúng hữu tình một cách chân thật, là bạn ác của các hữu tình. Phương tiện thiện xảo này còn ở trong chỗ sở đắc mà chấp trước, như thế gọi là phương tiện thiện xảo thế gian của Bồ Tát. Phương tiện thiện xảo thế gian như vậy cùng chung với hàng thanh văn và độc giác không gọi là luân đại giáp trụ, cũng không gọi là đại Bồ Tát, và cũng không là ruộng phước chân thật của tất cả thanh văn độc giác. Thế nào gọi là phương tiện thiện xảo xuất thế gian của Bồ Tát? Nghĩa là chư Bồ Tát chỉ vì lợi tha mà không vì tự lợi, chỉ bày các kỹ thuật khéo léo để cho mọi người thành thục mà phụng sự, cúng dường chư Phật Thế Tôn hoặc chư Bồ Tát hoặc các thanh văn độc giác
hoặc cha mẹ hoặc mẹ hoặc người bệnh hoặc người già yếu không nên nương tựa. Nếu thấy người gặp ách nạn sắp bị hại thì chẳng ngại dùng các phương tiện khó khăn nào để cứu giúp họ, lấy tướng giúp pháp mà giáo hóa chúng hữu tình. Tùy theo ý thích, lại tùy theo căn tính của chúng hữu tình mà giảng nói chánh pháp, là có thể lần lần khuyên hàng thanh văn tu pháp độc giác thừa, khuyên hàng độc giác tu theo pháp đại thừa. Nếu hàng thanh văn và độc giác căn tánh chưa thành thục thì thuyết pháp chán xa khổ sanh tử để cho họ tu pháp nhàm chán sanh tử, ưa cầu niết bàn. Hoặc có chúng hữu tình ưa thích sắc sanh, nói rộng cho đến ưa chấp trước tà kiến, tùy theo căn tánh của họ, hoặc là giảng nói các quả báo đau khổ sanh tử luân chuyển chết đây sanh kia, làm cho họ chán sợ mà xa lìa pháp ác. Hoặc là tuyên giảng chánh pháp tương ưng với thanh văn thừa, hoặc là tuyên giảng chánh pháp tương ưng với độc giác thừa, hoặc là giảng thuyết các pháp gần với vô thượng thừa, làm cho họ dần dần tu học. Hoặc có chúng hữu tình ưa thích việc làm việc bố thí thì nói các tịnh giới tối thượng đã thọ trì, làm cho họ tu học, nói rộng cho đến. Hoặc có chúng hữu tình ham thích tu tịnh lự thì thuyết pháp bát nhã thánh đạo vô lậu thù thắng, làm cho họ tu tập theo. Phương tiện thiện xảo này không có sở đắc, cũng không còn chỗ chấp trước, như thế gọi là luân phương tiện thiện xảo xuất thế gian, đạo giáp trụ của Bồ Tát. Này thì Nam tử, Đại Bồ Tát nào thành tựu được luân phương tiện thiện xảo đại giáp trụ này thì từ lúc mới phát tâm có thể đoạn trừ hết ngũ dục, nên gọi là Đại Bồ Tát, vượt xa các hàng thanh văn độc giác, làm ruộng phước lớn cho tất cả thanh văn độc giác. Hàng thanh văn độc giác nên cúng dường phụng sự hộ trì. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm rõ nghĩa trên mà nói kệ: tu tập huệ có hai, thế gian và xuất thế. Chấp trước là thế gian, lìa chấp là xuất thế. Tu phương tiện thiện xảo nương hai pháp sai biệt, sở đắc là thế gian, vô sở đắc xuất thế. Nếu chỉ nói một thừa, đó là thuyết pháp xấu, không thể tự thành tục, cũng không thể độ người. Với người chuyên làm ác, thuyết giáo pháp tam thừa, đó là vì ngu si, không gọi ma ha tát. Có thể học ba thừa với cầu nghe chánh pháp mà thuyết ưa sanh tử, chẳng phải là trí giả, chuyên tâm tư duy kỹ, tuy căn cơ giáo hóa. Phương tiện thiện xảo này được Bậc Trí tán thán: chúng sanh tuy có ác, có thể vào tam thừa, tùy căn cơ dạy bảo, xa lìa các điều ác. Lại nữa này thì Nam tử, Đại Bồ Tát lại có luân đại từ đại giáp trụ. Đại Bồ Tát nào thành tựu được luân này thì từ lúc mới phát tâm có thể đoạn hết ngũ dục, vượt xa hàng thanh văn độc giác, làm ruộng phước lớn cho hàng thanh văn độc giác. Tất cả thanh văn độc giác đều nên cúng dường phụng sự hộ trì. Thế nào là luân đại từ đại giáp trụ? Này thì Nam tử, từ có hai nghĩa: pháp duyên từ và hữu tình duyên từ. Pháp duyên từ cũng gọi là đại từ, là đại giáp trụ. Hữu tình duyên từ không gọi là đại từ, cũng chẳng phải là đại giáp trụ. Vì sao? Vì hữu tình duyên từ cùng chung với pháp thanh văn độc giác chỉ tự lợi, không vì chúng hữu tình mà tinh cần tu tập. Hữu tình duyên từ hạ thanh văn độc giác cũng chỉ tự tìm cầu nơi yên tịnh, tự tìm niết bàn cho riêng mình, diệt trừ các hoặc và các tệ và các kiết sử cho riêng mình, chứ không vì chúng hữu tình mà tinh tấn tu tập hữu tình duyên từ. Vì thế mà pháp từ này không gọi là đại từ, chẳng phải là đại giáp trụ. Còn pháp duyên từ thì không cùng chung với thanh văn độc giác, chỉ có hàng Đại Bồ Tát mới có thể tu hành. Đại Bồ Tát làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh mà tinh tấn tu tập pháp duyên từ này. Đại Bồ Tát vì làm cho chúng hữu tình tu tịch diệt và đắc niết bàn, diệt hết phiền não trói buộc mà tinh cần tu tập pháp duyên từ này. Do vậy pháp từ này gọi là đại từ, là đại giáp trụ. Lúc có các Bồ Tát tu pháp duyên tự, không nương theo các uẩn, không nương theo các xứ, không nương theo các giới, không nương theo niệm trụ, cho đến không nương theo tám thánh đạo,
không nương theo dục giới, không nương theo sắc giới, không nương theo vô sắc giới, không nương theo đời này, không nương theo đời khác, không nương theo bờ này, không nương theo bờ khác, không nương theo cái được, không nương theo cái không được. Bồ Tát tu pháp duyên từ như vậy, vượt qua địa vị thanh văn độc giác, đó là luân pháp duyên đại từ đại giáp trụ của Đại Bồ Tát. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát nào thành tựu luân đại từ đại giáp trụ này? Từ lúc mới phát tâm, có thể đoạn trừ hết các ngũ dục được gọi là Đại Bồ Tát. Vượt qua tất cả thanh văn độc giác, làm ruộng phước lớn cho hàng thanh văn độc giác. Tất cả thanh văn độc giác đều nên cúng dường, phụng sự hộ trì. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm rõ lại nghĩa trên mà nói kệ. Thanh văn và độc giác, tu hữu tình duyên từ, bị mắc 13 lỗi chưa cầu lợi riêng mình. Các bậc Đại Bồ Tát vì khắp loài hữu tình, tu đại từ bất cộng, tâm lìa 13 lỗi, tâm trừ 13 cấu đã đạt đến Bồ Đề. Tu pháp duyên đại từ thanh phước điền không xa, an trụ 13 lực vượt qua môn hữu tình. Cũng như sư tử vương vượt hơn các cầm thú, hàng phục 13 oán, lìa chấp đoạn chấp thường, tâm không còn cấu nhiễm, mau đắc quả Bồ Đề. Lại nữa này thì nam tử, Đại Bồ Tát lại có luân đại bi đại giáp trụ. Đại Bồ Tát nào thành tựu được luân này, từ lúc mới phát tâm có thể đoạn hết ngũ dục, vượt hơn tất cả hàng thanh văn độc giác, làm ruộng phước lớn cho tất cả thanh văn độc giác. Hàng thanh văn độc giác nên cúng dường phụng sự hộ trì. Vì sao? Vì tất cả thanh văn độc giác chỉ mong cầu lợi lạc cho tự thân mà tu hạnh bi, không muốn cho chúng hữu tình được cùng lợi lạc mà tu hạnh đại bi. Đại Bồ Tát thì không vì lợi lạc cho mình mà tu hạnh đại bi, chỉ muốn đem lợi lạc cho khắp quần sanh mà tu hạnh đại bi. Vì vậy Bồ Tát thành tựu luân đại bi đại giáp trụ, vượt hơn hàng thanh văn độc giác, làm ruộng phước lớn cho hàng thanh văn độc giác. Tất cả thanh văn độc giác nên cúng dường phụng sự hộ trì. Đại Bồ Tát này vì muốn đem lại lợi ích cho chúng hữu tình nên hành tứ nhiếp pháp một cách thuần thục, nghĩa là do đại bi mà làm lợi lạc cho chúng hữu tình nên hành pháp bố thí nhiếp, có thể xả bỏ hết tài vật, trân bảo, cầm thú, gia bộc, quốc thành, thê tử, cho đến thân mạng cũng không hề tiếc. Do thực hành mà không dính mắc nên không thấy tất cả chúng hữu tình được giáo hóa, cũng không thấy người bố thí, không thấy người thọ nhận, cũng không thấy vật thí, không thấy hành động thí, cũng không thấy phước báo có được do bố thí, cho đến không thấy hành động không dính mắc. Cũng vậy, do đại bi làm lợi lạc cho chúng hữu tình nên hành pháp ái ngữ nhiếp, hành lợi, hành nhiếp, hành đồng sự nhiếp, tùy theo chỗ thích ứng rộng nói như trên, cho đến không thấy hành động không chính mắt. Đại Bồ Tát này thường dùng tâm có thể điều phục, tâm có thể tịch tịnh, vô số lượng tâm, tâm không hành các pháp uẩn, giới xứ tối thắng, nên phát sanh luân đại bi không động, không trụ đại giáp trụ, giáo hóa chúng sanh đến chỗ thành tục mà không mệt mỏi. Như thế gọi là luân đại bi đại giáp trụ của Bồ Tát không cùng chung với thanh văn độc giác. Này thì nam tử, nếu Đại Bồ Tát nào thành tựu luân đại bi đại giáp trụ này, từ lúc mới phát tâm có thể đoạn hết ngũ dục, nên gọi là Đại Bồ Tát vượt xa hàng thanh văn độc giác, làm trụ phước lớn cho tất cả thanh văn độc giác. Hàng thanh văn độc giác nên cúng dường phụng sự hộ trì. Lúc bấy giờ Thế Tôn làm rõ lại nghĩa trên mà nói bài kệ: pháp vi diệu sâu xa, thành tựu tâm đại bi khó lường như hư không, không sắc không ăn trụ, Bồ Tát thường tinh tấn, đủ công đức đầu đà, thắng trí thành đại bi, dòng mảnh vượt thế gian, hữu tình không nơi nương, ràng buộc khổ sanh tử, tắm gội nước đại bi, khiến xa lìa các khổ, Bồ Tát hành đại bi, làm cạn biển sanh tử, chẳng phải việc thanh văn cùng độc giác đã làm. Chúng sanh vì tham sân, mê lầm phải đọa lạc, dùng nước đại bi rửa, thoát khổ được an vui. Lại nữa này thì nam tử, Đại Bồ Tát lại có luân đại nhẫn đại giáp trụ tăng dẫn, biến mạng hư không, vô lượng vô biên, quảng đại chúng cụ, từ vô ngại giải, nhất thiết Phật Pháp chư Tam Ma Địa chư Đà La Ni kiên cố. Đại Bồ Tát nào thành tựu được luân này, từ lúc mới phát tâm có thể đoạn trừ ngũ dục, vượt qua hàng thanh văn độc giác, làm trụ phước lớn cho hàng thanh văn độc giác. Tất cả thanh văn độc giác nên cúng dường phụng sự hộ trì. Thế nào
luân đại nhẫn đại nhấp trụ năng dẫn biến mạng hư không vô lượng do biên quảng đại chúng cụ từ vô ngại giả nhất thiết Phật pháp chư Tam A Địa chư Đà La Ni kiên cố. Nghĩa là chư Bồ Tát đối với tất cả pháp đều suy xét rõ ràng sâu xa như mặt trăng sáng tỏ trước khắp cả hư không, tâm bình đẳng không nương không tướng không trụ cũng không nhiễm. Đối với tất cả các pháp Tam A Địa Đà La Ni đều không lệ thuộc theo. Đối với các nhãn sắc, nhãn thức, nhãn xúc đều không nhiễm trước, không lệ thuộc theo. Cho nhãn xúc làm chuyên sanh ra ba thọ, hoặc lạc thọ, hoặc khổ thọ, hoặc không khổ, không lạc thọ, thì tâm thường tịch tịnh, không bị vướng mắc. Đối với các nhĩ thanh, nhĩ thức, nhĩ xúc, đối với các tỷ hương, tỷ thức, tỷ xúc, đối với các thiệt vị, thiệt xúc, đối với các thân xúc, thân thức, thân xúc, đối với các ý pháp, ý thức, ý xúc, nói rộng cũng như trên, đối với tất cả tâm ý thức, tâm thường tịch tịnh không bị vướng mắc, từ tâm ý thức sanh ra ba thọ, hoặc là lạc thọ, hoặc khổ thọ, hoặc không khổ không lạc thọ thì tâm thường tịch tịnh không bị vướng mắc. Đối với các uẩn giới xứ trong ba đời đều không bị vướng mắc, không lệ thuộc theo. Đối với tất cả ba giới, ba hành, ba xúc, ba thọ, ba căn, ba thừa, ba luật nghi, ba giải thoát, tâm đều tịch tịnh, không trụ, không tướng, không bị vướng mắc, bình đẳng an trụ. Đối với tất cả bố thí, tịnh giới, ăn nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, không lệ thuộc theo mà an trụ tịch tịnh. Cũng vậy đối với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy giác tri, tám thánh đạo, đều không lệ thuộc theo mà an trụ tịch tịnh. Đối với tất cả chín thứ đệ định, không lệ thuộc theo mà an trụ tịch tịnh. Lại đối với những tác dụng cho ba hành không chướng ngại, pháp trí, đạo chi, đạo thể đi đến đều không bị vướng mắc, không lệ thuộc theo. Đối với đại A Lại Gia, đối với A Lại Gia, chẳng phải A Lại Gia hữu thủ hữu vô, hữu lậu vô lậu, bờ này bờ kia, nhỏ lớn vô lượng, làm không làm, thiện ác vô ký, đều không lệ thuộc theo mà an trụ tịch tịnh. Đối với tất cả đại từ đại bi, phương tiện thiện xảo, giáo hóa hữu tình cho đến mười địa, ba bất hộ, bốn vô sở ý cho đến 18 pháp bất cộng của Phật đều không bị vướng mắc, không bị lệ thuộc theo mà an trú tịch tịnh. Do luân này nên Đại Bồ Tát có thể dứt trừ hẳn tội lỗi của ba thọ, đoạn trừ hẳn tất cả mọi phân biệt, xa ly hẳn tất cả pháp tướng, là có thể an trú luân phương tiện thiện xảo đại giáp trụ năng dẫn nhất thiết hư không nhãn đảnh chư Tam A Địa chư Đà La Ni. Bồ Tát an trụ luân này để tất cả các nghiệp sanh tử trong các đường, các cõi, các việc xấu ác bất thiện, những cảnh giới đau khổ trong đường ác từ quá khứ đến nay chưa dứt trừ hết đều có thể đoạn trừ hết, không còn sót lại, không thọ cả báo. Lại nữa, này thì nam tử, ví như thế giới lúc hỏa tai khởi lên, năm mặt trời xuất hiện thì tất cả ao nhỏ, ao lớn, sông nhỏ, sông lớn, biển nhỏ, biển lớn trong thế gian đều khô cạn hết, không còn giọt nước nào. Cũng vậy, Bồ Tát khi thành tựu luân đại nhẫn đại giáp trụ, năng dẫn biến mạng hư không, vô lượng vô biên quảng đại chúng cụ từ vô ngại giải, nhất thiết Phật Pháp chư Tam A Địa chư Đà La Ni kiên cố, thì có thể an trụ luân phương tiện thiện xảo đại giáp trụ năng dẫn nhất thiết hư không, nhãn đảnh chư Tam A Địa chư Đà La Ni. Do đó, tất cả các nghiệp sanh tử trong các đường, các cõi, các việc xấu ác bất thiện, những cảnh giới đau khổ trong đường ác từ quá khứ đến nay chưa dứt trừ hết, đều có thể đoạn trừ tất cả, không còn sót lại, không thọ quả báo. Lại nữa, thì nam tử, bây giờ thế giới khi thủy tai khởi lên, thì 3.000 đại thiên thế giới, các thế giới lớn nhỏ, nhỏ, 4 đại châu, 8 vạn nước nhỏ, núi diệu cao, và các núi đều bị chìm đắm trong biển nước, tan hoại, không còn gì cả. Cũng vậy, khi Bồ Tát thành tựu luân đại nhẫn đại giáp trụ năng dẫn biến mạng hư không vô lượng vô biên quảng đại chúng cụ từ vô ngại giải nhất thiết Phật Pháp chư Tam A Địa chư Đà La Ni kiên cố, thì có thể an trụ luân phương tiện thiện xảo đại giáp trụ năng dẫn nhất thiết hư không nhãn đảnh chư Tam A Địa chư Đà La Ni. Do đó, tất cả các nghiệp sanh tử trong các đường, các cõi, các việc xấu ác bất thiện, những cảnh giới đau khổ trong đường ác từ quá khứ đến nay chưa dứt trừ đều có thể đoạn trừ tất cả, không còn sót lại, không thọ quả báo. Lại nữa, này thì nam tử với như bóng tối bao trùm khắp không gian,
Khi mặt trời xuất hiện, bóng tối biến mất. Cũng vậy, Bồ Tát khi thành tựu luân đại nhẫn đại giáp trụ năng dẫn biến mạng hư không vô lượng vô biên quảng đại chúng cụ từ vô ngại giải nhất thiết Phật pháp chư Tam Ma Địa chư Đà La Ni kiên cố thì có thể an trụ luân phương tiện thiện xảo để giáp trụ năng dẫn nhất thiết hư không nhãn đảnh chư Tam Ma Địa chư Đà La Ni. Do đó phát sanh mặt trời trí tuệ vô biên hư không có thể đoạn trừ hẳn bốn điên đảo vô minh tâm tối của thân mình, làm cho tất cả các nghiệp sanh tử trong các đường, các cõi, các việc xấu ác bất thiện, những cảnh giới đau khổ trong đường ác từ quá khứ đến nay chưa dứt trừ hết đều có thể đoạn trừ tất cả, không còn sót lại, không thọ quả báo. Hơn nữa do đây nên đối với chư Phật pháp càng thêm tự tại, thường không thối chuyển, không làm theo bản ác, thường được gặp tất cả chư Phật và các đệ tử Thanh Văn Bồ Tát, được nghe giáo pháp thân cận cúng dường chúng tăng, đối với các công đức không nhàm chán cho đến đạo Bồ Đề thường không gián đoạn, lại thường không xa lìa nghĩ nhớ niệm Phật cho đến trong mộng cũng không tạm quên. Lại nữa này thì nam tử thế nào là luân đại nhẫn đại giáp trụ năng dẫn biến mạng hư không vô lượng cho biên quảng đại chúng cụ từ vô ngại giải nhất thiết Phật pháp chư Tam Ma Địa chư Đà La Ni kiên cố của đại Bồ Tát, nghĩa là các Bồ Tát nhập sơ thiền cho đến đệ tứ thiền, nhập vô biên hư không xứ cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhập diệt thọ tưởng định, an trụ trong định này thì tất cả ba thọ ba hành đều đoạn diệt, tâm không lệ thuộc theo các thọ tưởng tư xúc tác ý đều đoạn trừ, an trú trong định này hoặc một ngày đêm cho đến 49 ngày đêm thọ thức ăn định vị. Từ định này xuất ra tâm được tịch tịnh không bị vướng mắc an trú tự tại. Lại nhập định thắng nghĩa, cứu cánh không, trụ trong định này tâm được bình đẳng, không bị vướng mắc cũng như hư không, các lỗ chân lông nơi thân xuất ra mồ hôi, giống như sao mão diệt trừ tất cả những hơi nước kiết phược. Từ định này xuất ra được nhớ nghĩ chân chánh, hỷ lạc tối thắng, sung mãn khắp thân như đại thiên, như thiên tử cõi trời đại tự tại. Khi nhập định hiện nhất thiết lạc thì các lỗ chân lông nơi thân đều hưởng thọ lạc. Cũng vậy, Bồ Tát khi cảm giác lạc tiếp xúc thân mình, liền người nhớ niệm Phật, do nghĩ nhớ Phật nên chỉ thấy Phật không thấy tướng nào khác. Khi Bồ Tát nghĩ đến một Đức Phật, liền thấy một Đức Phật. Nếu nghĩ đến nhiều Đức Phật, liền thấy nhiều Đức Phật. Nếu nghĩ đến Phật thân tướng nhỏ, liền thấy Phật thân tướng nhỏ. Nếu nghĩ đến Phật thân tướng lớn, liền thấy Phật thân tướng lớn. Nếu nghĩ đến Phật vô lượng thân, liền thấy Phật vô lượng thân. Nếu nghĩ đến thân mình là thân tướng Phật, liền thấy thân mình đồng với thân Phật, các tướng viên mãn. Nếu nghĩ đến thân khác là thân tướng Phật, liền thấy thân khác đồng với thân Phật, các tướng viên mãn. Nếu nghĩ đến tất cả hữu tình phi tình có sắc tướng là thân tướng Phật, liền thấy tất cả hữu tình phi tình có sắc tướng đồng với thân Phật, các tướng viên mãn, không thấy mọi sắc tướng nào khác. Khi ấy Bồ Tát liền nghĩ tất cả các pháp, tất cả sắc tướng đều như huyễn, đó là chắc thật không hư vọng, cho nên đoạn trừ hết ba thọ ba hành làm cho không còn sót lại. Nghĩ về rồi Bồ Tát nhập diệt tận định, an trụ trong định này, nếu tâm mong mọi điều gì đều đoạn diệt hết, thọ thức ăn định vị, hoặc trong một tuần, hoặc hai tuần, ba bốn năm sáu bảy tám chín mười tuần, hoặc trải qua vô lượng trăm ngàn câu chi na diệu đa kiếp, tùy theo năng lực mà có thể an trụ định này, thọ thức ăn định vị. Từ định này xuất ra tâm được tịch tịnh không bị vướng mắc an trụ tự tại là nhập vào định thắng nghĩa của cánh không nói rộng như trước cho đến khi quán niệm thân tướng của Phật xong biết tất cả sắc tướng đều như huyễn đó là chắc thật không hư vọng này thì nam tử đó là luân đại nhẫn đại giáp trụ năng chẩn biến mạng hư không vô lượng vô biên quảng đại chúng cụ từ vô ngại giải nhất thiết Phật pháp chư Tam Ma Địa chư Đà La Ni kiên cố của đại Bồ Tát. Đạo Bồ Tát nào thành tựu được luân này thì có thể an trụ luân phương tiện thiện xảo đại giáp trụ năng dẫn nhất thiết hư không nhãn đảnh chư Tam Ma Địa chư Đà La Ni. Trụ vào luân này nên có thể phát sanh mặt trời trí tuệ vô biên hư không, có thể đoạn trừ hẳn bốn điên đảo vô minh tâm tối của thân mình, làm cho tất cả các nghiệp sanh tử trong các đường các cõi, các việc xấu ác bất thiện, những cảnh giới đau khổ trong các đường ác từ quá khứ đến nay chưa dứt trừ hết đều có thể đoạn trừ tất cả, không còn sót lại, không thọ quả báo. Này thì nam tử, đại Bồ Tát nào thành tựu luân này, từ lúc mới phát tâm có thể đoạn trừ hết cả ngũ dục, vượt xa hàng thanh văn độc giác, làm ruộng phước lớn cho thanh văn độc giác, tất cả thanh văn độc giác nên cúng dường phụng sự hộ trì.
Do luân này gần đối với Phật Pháp được tăng trưởng tự tại, không bị thối chuyển, không làm theo bản ác, thường được gặp tất cả chư Phật và các đệ tử Thanh Văn Bồ Tát, tôi được nghe Pháp, thân cận cúng dường chúng tăng, không nhàm chán, tạo lập công đức cho đến đạo Bồ Đề không hề gián đoạn, lại thường nghĩ nhớ niệm Phật, dù là ở trong mộng vẫn không tạm quên. Do đó phước đức trí tuệ của Bồ Tát mau được viên mãn, chẳng bao lâu sẽ được an trụ nơi cõi Phật thanh tịnh, chứng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Ở nơi cõi Phật đó, tất cả hữu tình đều là hóa sanh, nên sắc tướng như Phật, phiền não mộng ít an trụ trong đại thừa. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm rõ nghĩa trên mà nói kệ, muốn thành tựu pháp khí, đoạn trừ hết phiền não, thường nhập vào chân không, muôn việc không khó làm, đoạn trừ mọi buộc ràng, nên chuyên tu đẳng trì, tương ưng công đức định, ác đạt huệ khó lường, tu tịnh lự vô sắc, diệt định quán chân không, thắng trí, nghĩ nhớ Phật, diệt hết tất cả ác. Tất cả pháp hữu vô, phá bằng quán chân không, xa lìa các đường ác, thường được gặp chư Phật, khéo tu quán chân không, siêng học các pháp thiện, cúng dường hết thảy Phật, mau chứng thành đạo quả, làm bạn với hữu tình, trừ diệt bệnh phiền não, mau trụ nước Phật tịnh, chứng đạo quả Bồ Đề. Chúng sanh tướng như Phật, ở khắp các quốc độ đều mong cầu Phật thừa, lìa độc giác thanh văn. Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân, phẩm thứ 8, hoặc ít trúc lụy. Lúc Phật thuyết đại pháp môn này, trong chúng hội có hàng hà sa chư Đại Bồ Tát, đã thường niệm Phật, tư duy tu tập trong nhiều đời, để nghe Phật nói các phương tiện về niệm Phật tu quán, liền được chứng đắc môn niệm Phật Tam Ma Địa. Lại có vô lượng vô biên chúng sanh nghe Phật thuyết pháp xong đều đắc môn Đà La Ni, nhất thiết, định mạng, hoa mang. Lại có vô lượng vô biên chúng sanh nghe Phật thuyết pháp đều đắc môn Đà La Ni, nhất thiết, thủ lăng già, ma điện quang y chỉ. Lại có vô số chúng sanh nghe Phật thuyết pháp liền được nhất thiết pháp tự tại, chuyển quang minh, y chỉ, thuận nhẫn. Lại có vô lượng vô biên chúng sanh nghe Phật thuyết pháp liền xa lìa trần cấu ở trong các pháp sanh, pháp nhãn sanh thanh tịnh, đắc quả dự lưu. Lại có vô lượng vô biên chúng sanh nghe Phật thuyết pháp đắc quả nhất lai. Lại có vô lượng vô biên chúng sanh nghe Phật thuyết pháp liền chứng quả bất hoàng. Lại có vô lượng vô biên chúng sanh nghe Phật thuyết pháp liền chứng quả a la hán tối thượng. Lại có vô lượng vô biên chúng sanh nghe Phật thuyết pháp liền mong cầu ra khỏi cõi lao ngục trong tam giới, theo Phật xuất gia hướng vào chánh pháp. Lại có vô lượng vô biên chúng sanh nghe Phật thuyết pháp suốt đời an trụ trong 10 nghiệp đạo thiện, nương theo thanh văn thừa phát tâm không thối chuyển. Lại có vô lượng vô biên chúng sanh nghe Phật thuyết pháp suốt đời an trụ trong 10 nghiệp đạo thiện, nương theo pháp độc giác phát tâm không thối chuyển. Lại có vô lượng vô biên chúng sanh nghe Phật thuyết pháp an trụ trong 10 nghiệp đạo thiện, nương theo pháp đại thừa phát A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề không còn thối chuyển. Lại có vô lượng vô biên chúng sanh nghe Phật thuyết pháp đắc chánh kiến thế gian, do chánh kiến này nên trừ diệt hết các nhân đưa đến cõi ác cùng các phiền não ác nghiệp, tăng trưởng tất cả các nhân hướng đến cõi thiện và chánh nguyện thiện nghiệp. Lại có vô lượng vô biên chúng sanh nghe Phật thuyết pháp liền thọ tam quy y, an trụ trong tịnh giới, cần trụ, cần sự, ưa thích cúng dường chư Phật, thích nghe giáo pháp, thích phụng sự chư tăng, ngày đêm chuyên cần không hề phế bỏ. Lại có vô lượng vô biên chúng sanh nghe Phật thuyết pháp liền xa lìa tất cả tà thú, tà quy, ác ý, ác nghiệp, ở trong pháp Phật có lòng tin vững chắc, lìa bỏ thế tục mà thanh tịnh xuất gia. Bây giờ Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Hư Không Tạng: Này thì nam tử, nay ta đem pháp môn Địa Tạng Thập Luân Đại Ký này phó chúc cho ông. Ông nên thọ trì làm cho lưu truyền rộng khắp. Nếu có chúng sanh nào đối với pháp môn này có thể đọc tụng, suy nghĩ nghĩa lý, giảng cho người nghe, an trụ chánh hạnh, thì ông nên dùng 10 pháp sau để hộ trì họ, làm cho được an lạc lợi ích lâu dài. Thế nào là 10? 1. Bảo vệ tất cả tài vật của người ấy, làm cho không bị hao tổn thiếu thốn. 2. Bảo vệ không để cho oán thù xâm hại đến người ấy. 3. Bảo vệ khiến cho người ấy xả bỏ hết tà kiến, tà quy, 10 nghiệp đạo ác. 4. Bảo vệ người đó thoát khỏi mọi sự trách phạt về thân, ngữ.
5. Bảo vệ ngăn chặn tất cả những lời hủy báng khinh lờn. 6. Bảo vệ người ấy không phạm tất cả các giới điều. 7. Hộ trì cho người ấy diệt trừ diệt tất cả loài phi nhân đến quấy nhiễu. Tứ đại chống trái, lão bệnh phi thời. 8. Bảo vệ người ấy làm cho không gặp tất cả những tai nạn phi thời, phi lý làm cho chết yểu. 9. Hộ trì người ấy khi lâm chung được thấy tất cả sắc tướng của Phật. 10. Hộ trì cho người ấy sau khi mạng chung được sanh vào cõi thiện, gặp nhiều lợi ích an vui. Này thì nam tử, nếu có chúng hữu tình nào đối với pháp môn này, có thể đọc tụng suy nghĩ nghĩa lý và nói cho người trụ vào trong chánh hạnh, thì ông nên dùng 10 pháp trên đây để hộ trì, làm cho họ thường được lợi ích an lạc. Bây giờ Đạo Bồ Tát Hư Không Tạng bạch Phật: Xin vâng Đức Thế Tôn, con sẽ thọ trì pháp môn này và làm cho lưu truyền rộng khắp. Nếu có chúng sinh nào có thể đọc tụng suy nghĩ nghĩa lý kinh này, diễn thuyết cho người nghe được an trụ chánh hạnh, thì con sẽ dùng 10 pháp trên để hộ trì, làm cho họ thường được nhiều lợi ích an lạc. Khi Đức Thế Tôn thuyết kinh xong, trong chúng hội Đại Bồ Tát Hư Không Tạng, Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng, Đại Bồ Tát Hảo Nghi Vấn, các vị Thiên Tạng, Đại Phạm, Trời Rồng, Dạ Xa, Kiền Đạt Phật, A Tố Lạc, Yết Lộ Trà, Khẩn Đại Lạc, Ma Hô Lạc Già, Nhân Phi Nhân, tất cả đại chúng nghe Phật thuyết pháp đều rất hoan hỷ tín thọ phụng hành kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân hết quyển thứ 8 trọn bộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.